Tưởng An. Trời ơi. Quá đẹp. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với 4 chuyên học sinh các bạn. Đây là hiệp đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Tuấn An Tây Ninh với lại Phú Cường. Phú Cường tay trái, tài năng trẻ Tây Ninh các bạn. Ở set đấu thứ hai này thì phía bên Tuấn An chấp trước một điểm các bạn. Bóng lọt trắng qua đây luôn các bạn. Điểm đầu tiên cho bộ 4 của Phú Cường. 1-0. Như vậy thì điểm chấp luôn là 2-0 nha các bạn. Và điểm dột tay của Tuấn An nhưng mà bóng trong sân luôn nha các bạn. Điểm 1-2. Như vậy vẫn đang coi bóng trong ngoài các bạn ơi. Chưa xác định được quả bóng đó trong hay ngoài nha. Chúng ta cùng chờ xem quản quyết của trọng tài như thế nào nhé. Sau khi xác định thì quả đó ngoài các bạn. Vậy điểm dành cho ở bên Phú Cường 3-0. Rồi bỏ trắng. Rồi đó là pha xử lý tốt của Đạt tay trái các bạn. Điểm 1-3 cho bên Tuấn An. Và điểm của Phú Cường chạm tay trắng Tuấn An ra ngoài. 4-1. Phạt bóng ra ngoài, điểm dành cho bên Tuấn An. 2-4. Đó là phần thủng điểm tốt của An Tân Châu. Đá hụt luôn chạy. Điểm 5-2 nữa mà. Vẫn còn. Tiếp tục là cơ hội được trao về cho Tuấn An. Đó là phải điểm tốt của Tuấn An nha các bạn. Ba năm. Phú Cường. Và điểm của Phú Cường lọt tay trắng của Tuấn An luôn các bạn. Điểm 6-3. Quá im rồi. Vẫn còn các bạn. Rất tiếc là pha xử lý rồi của Tuấn bóng đi ra ngoài các bạn. Điểm dành cho bên Tuấn à. Điểm 4-6. Và bóc bóng ăn điểm trực tiếp của Tâm Sino. Điểm 5-6 cho Tuấn An. Đặc biệt bây giờ chỉ còn là một điểm thôi. Quá hay. Vẫn còn các bạn. Và đây là cơ hội vẫn còn dành cho bên Tuấn An. Hơi thiểu rồi. Nhưng rất tiếc là tình huống chắn bóng vừa rồi của An Tân Châu đã để chạm lưới các bạn. Như vậy là điểm dành cho Vịnh Tuấn An. 6-6.
điểm xấu đều. Chặn bóng thành công. Tình huống chặn bóng tốt của Tuấn An trước pha dứt điểm của Phú Cường nha các bạn. Điểm 7-6. Rồi đây là An Tân Châu. Rất tiếc là tình huống chắn của Tuấn An đã để bóng chạm chắn ra ngoài nha các bạn. Điểm dành cho Phú Cường. Điểm 7 đều. Vẫn là Tuấn An. Nhưng chưa được các bạn ơi. Tuấn An để bóng lọt trắng nữa rồi. Tám bảy. Chơi phía bên Phú Cường. Đức ơi. Cái điểm của Tuấn An bóng vẫn chuột tay nhưng mà vẫn ăn điểm các bạn à. 8 đều chơi bên Tuấn An. Tuấn An thấy đường đâu lắm. Vô không. Vẫn là pha dứt điểm tốt của Phú Cường nha bạn. Điểm 9-8. Đánh 12 điểm tới nha các bạn. Và điểm số hiện tại là 9-8 rồi. Nghiêng về bên Phú Cường. Tuấn An. Lần này Tuấn An có vài điểm tốt nghe không ạ? Lọt trắng luôn. Điểm 9 đều. Trời ơi. Quá bò cho vài điểm vừa rồi của Phú Cường nghe không ạ? 19. Điểm số hiện tại là 19 nghiêng về bên Phú Cường. Cái tay trái quá tốt của Phú Cường các bạn. Và đó là câu trả lời của Tuấn An. Và cái điểm cấm sân. Sở trường của Tuấn An các bạn. Điểm 10 điều. Như vậy điểm dành cho bên Tướng An các bạn. Như vậy điểm dành cho bên Tướng An 11-10. Điểm số quyết định của bên Tướng An các bạn. Và bỏ trắng vừa rồi đã tạo điều kiện cho Phú Cường dứt điểm tốt nha các bạn. Quân bình tỷ số 11 điều. Và đây là điểm quyết định kết thúc trận đấu nha các bạn. Liệu rằng phía bên Tuấn An hay là Phú Cường đây, ta cùng chờ xem. Như vậy xin lỗi các bạn, đánh điểm 13 nha các bạn.
và điểm tốt của Tuấn An điểm 12-11. Và đây là điểm kết thúc trận đấu dành cho bên Tuấn An các bạn. Nhiều à? Gì à? Mò hả? Anh kia, anh kia. Quá đẹp cho pha dứt điểm vừa rồi của Phú Cường các bạn ơi. 12 đều. Tất cả sẽ trông chờ vào quả bóng cuối cùng này các bạn. Quả bóng cuối cùng của trận đấu thứ hai này. Tuấn An vẫn còn. Và đây là cơ hội dành cho bên Phú Cường. Nhưng rất tiếc là Tuấn đã bỏ bóng ra ngoài các bạn ơi. Quá đáng tiếc. Quá vội vàng và xử lý dữ rồi của Tuấn các bạn. Chung cuộc phía bên Tuấn An giành chiến thắng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để thấy hay, like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.